Chào anh em, hôm nay mình sẽ tổng hợp lại một cách dễ hiểu nhất những cái dòng sản phẩm của Oso Pro. Thì khi mà anh em xem thì nó sẽ có rất nhiều là những cái loại bát và những cái phụ kiện nó kèm theo. Thì ở cái clip này mình sẽ phân chia rõ ra để cho anh em dễ dàng lựa chọn cái sản phẩm nó phù hợp với cái xe của mình. Rồi, thì đầu tiên là cái kẹp điện thoại. Cái kẹp điện thoại mà anh em thường thấy cái loại này thì nó là 750 này. Đây là cái loại nó như thế này. Thì cái thằng này á, ở đây mình sẽ có màu đen nè, màu xanh nè, màu đỏ với lại màu hồng đó. Thì nói chung những cái màu của nó thì anh em thích màu này gắn màu đó thôi. Thì á, ở đây mình sẽ chia ra 3 loại cho cái sản phẩm này. Thì tất cả cái sản phẩm mình đều chia ra như vậy nha. Đó là một á, là một cái bát gắn cho cái khi đông, là nó sử dụng cái bát kẹp như thế này nè, những cái kẹp chữ U á, kẹp vô cái khi đông. Thì giá nó sẽ là 750. Rồi, còn một loại nữa, ví dụ như khi mà anh em gắn lên những chiếc như Winner, Exciter, những loại không phải ghi đông trần á, thì mình sẽ bán cho anh em cái, nó không có cái bộ này, thì nó sẽ có cái bát bắt chân kính, thì nó giá nó cũng là 750 luôn. Thì đó, tùy vào anh em, ví dụ như có những khi anh em bắt những cái chiếc Naked Bike nhưng mà anh em bị vướng trợ lực này, hay là bị vướng những cái gì đó ở giữa cái dàn ghi đông á, mà mình không muốn bắt lên cái ghi đông, thì mình có thể là vẫn xài cái bát chân kính này vẫn được. Đó, thì hai cái loại bát mà bắt cho ghi đông và chân kính á, thì đều là 750. Còn nó có một cái dòng nữa là để bắt cho sport bike. Thì sport bike của nó sẽ có một cái bộ để cắm vô góc chẳng ba như thế này. Thì nó có rất nhiều cái phi, tự như anh em chạy những dòng sport mà nhỏ thì cái phi nó nhỏ, còn những dòng cc cao thì cái phi của cái lỗ ngay chẳng ba nó sẽ lớn hơn, thì nó sẽ có đủ hết trong này nè. Nói chung là nếu mà bộ này thì anh em bên mình sẽ bán là một bộ gắn cho sport, bao gồm cái bộ này và cái chân đế này, nói chung gắn hoàn thiện cho sport là 950. Đó, anh em chỉ nhớ là hai mức giá thôi, 750 và 950. Rồi, còn về cái loại bát kịp như này anh em cũng cứ nhớ thì thôi. Cái này nó tương tự như anh em trước đây anh em có thể thấy là những cái khoác lắp đó, thì nó là dạng như vậy này, nó cũng xài cơ cấu nó dạng vậy á. Thì giá của thằng đây nó cũng y như vậy, là sport bike cho naked bike, cho ghi đông trần á, với lại cho chân kính á, là 750, còn sport cũng là 950 đó. Còn cái loại nhôm này á, thì là 1 triệu 8. Rồi, còn nếu như mà anh em gắn cho sport bike á, thì là 2 triệu 1. Thì nhưng mà thường thường anh em gắn sport bike, anh em biết gắn thằng này lắm, thằng này chủ yếu là gắn cho touring nè, rồi cho mấy dòng như để chạy tour á, rồi thì hay gắn dòng này hơn đó. Thì đó là những cái phân chia cho mình cho anh em dễ dàng chọn lựa theo cái dòng xe. Rồi ngoài ra thì những cái dòng đây á, nó có bán thêm nhiều những cái phụ kiện, thí dụ như là sạc nè, sạc không dây nè, sạc có dây nè. Thì những cái phụ kiện đó nó sẽ gắn được cho tất cả các cái dòng giá đỡ điện thoại của Oso Pro. Rồi, cảm ơn anh em đã lắng nghe clip.